Mỹ nhân Việt sau khi tấn công showbiz, chẳng ai còn là em của ngày hôm qua. Sự thay đổi của các mỹ nhân Việt sau nhiều năm chinh chiến trong showbiz khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Thời gian gần đây, fan ngỡ ngàng trước hình ảnh mới nhất của Minh Hằng với chiếc cằm ngày càng dài nhọn và có phần đơ cứng, khác biệt hoàn toàn so với thời mới vào nghề. Nhiều người cho rằng tuy V-Line cũng phù hợp với Minh Hằng, tuy nhiên cô không nên lạm dụng các phương pháp làm đẹp khiến gương mặt ngày càng khác lạ và kém hài hòa. Hẳn nam em đã trải qua một hành trình dài trước khi có nhan sắc xinh đẹp như hiện tại. Nam em của ngày hôm qua sở hữu sống mũi thấp, cánh mũi to và gương mặt không thể thon gọn. Sau thời gian dài hoạt động trong giải trí, người đẹp đã có bước chuyển biến khá rõ rệt về nhan sắc và không loại trừ khả năng nhờ dao kéo. Thời còn được biết đến là hot girl bánh tráng trộn, Nhã Phương trông xinh xắn nhưng chưa mặn mà và có nét sang trên gương mặt như hiện tại. Người đẹp sinh năm 1990 cũng có hành trình trùng tu nhan sắc sau khi nổi tiếng trong làng giải trí. Không chỉ gương mặt, vòng một cũng là bộ phận được các mỹ nhân showbiz nâng cấp để phù hợp với hình ảnh bản thân đang theo đuổi. Chi Bu thời gian gần đây vướng nghi án giao kéo vòng một để có thân hình quyến rũ hơn. Người đẹp mới nhất gia nhập câu lạc bộ ngực khủng của showbiz là Phí Phương Anh. Nhiều ý kiến nhận xét dù có thay đổi ra sao thì quán quân The Face mùa 1 vẫn luôn sở hữu thần thái xuất sắc khi chụp hình thời trang. Jun Vũ không ngại thừa nhận việc nâng ngực với truyền thông và người hâm mộ. Ở tuổi 23, Jun Vũ chấp nhận chịu đau đớn để theo đuổi hình tượng gợi cảm và trưởng thành. Gần 4 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, gương mặt kỳ duyên gần như hoàn toàn khác biệt. Người đẹp vướng nghi án cắt mí, độn cằm và gọt hàm để có gương mặt thon gọn vờ lai như hiện tại. Gần đây kỳ duyên cũng dính tin đồn giao kéo vòng 1. Không chỉ gương mặt mà làn da Diệp Lâm Anh cũng có sự thay đổi nhờ biết cách chăm sóc. Người đẹp từng có thời gian trở thành thảm họa thẩm mỹ vì gương mặt cứng đờ như tượng sáp. Tuy nhiên sau thời gian hồi phục, Diệp Lâm Anh đã lấy lại được phong độ nhan sắc. Hậu người phán xử, diễn viên Thanh Bi trông trẻ trung xinh đẹp hơn hẳn nhờ can thiệp thẩm mỹ như độn thái dương, phẫu thuật thu gọn cánh mũi. Người đẹp cũng thăng hạng nhan sắc nhờ đi làm răng sứ. Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi thấy Văn Anh hôn Tú Vi trên giường sinh, không chỉ chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, Tú Vi còn cảm động khi được chồng chăm sóc thay tạ cho con. Kết hôn từ năm 2015, sau hơn 2 năm gắn bó, Tú Vi Văn Anh đã chào đón đứa con gái đầu lòng nặng 2,7kg vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Vợ chồng nữ diễn viên Cổng Mặt Trời đã đặt tên thân mật ở nhà cho cô công chúa nhỏ là Cún. Sau khi sức khỏe ổn định trở lại sau ca đẻ mổ, trên trang cá nhân, Tú Vi đã chia sẻ những khoảnh khắc Văn Anh hôn mình trên giường sinh. Cô cũng khen ngợi ông xã khi thay mình làm được những công việc như thay tã cho con, quấn khăn cho con, chăm sóc vợ. Tú Vi hạnh phúc chia sẻ sau sinh, mấy hôm nay vừa chăm vợ sau mổ, vừa chăm con, chồng học thay tã quấn khăn cho con, bồng con chạy qua chạy lại, lấy này lấy kia cho vợ, rồi cho con. Cũng không phải vì chồng làm được những gì, mà là vì cách chồng làm những điều đó, đau đớn gì vợ cũng thấy đáng. Tú Vi chia sẻ trên trang cá nhân, dành lời yêu thương đến ông xã Văn Anh. Văn Anh không ngần ngại dành tình cảm yêu thương đến cho vợ. Hồ Ngọc Hà các phụ ngưỡng mộ trước tình cảm mà Văn Anh đã dành cho vợ sau sinh. Văn Anh đúng là mẫu ông chồng rồi, bình yên là nhất đúng không em? Chúc cả gia đình hạnh phúc. Ông xã Văn Anh còn nói lời yêu thương ngọt ngào đến với vợ, thương mẹ con Quýn lắm lắm. Trước đó trong thời gian mang bầu, Văn Anh đã chăm sóc vợ chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ, còn được ông xã cắt tỉa móng, bê nước ngâm chân tới tận giường. Hình ảnh đầy yêu thương cuốn quýt của đôi vợ chồng ngay trong những khoảnh khắc đời thường mộc mạc không khỏi khiến nhiều người ghen tị. Nổi tiếng là thế, nhưng Văn Anh Tú Vi vẫn luôn cởi mở không ngại ngùng. Văn Anh cho biết anh và vợ rất giản dị, dù là nghệ sĩ, nhưng cả hai có cuộc sống nhẹ nhàng như bao người. Mượn lại váy của hai hoa hậu Hương Giang Đỗ Mỹ Linh, Thúy Diễm lộ vòng hai lùm xùm đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên luôn tìm cách che đi vòng hai của mình thay vì khoe dáng nuột nà như trước đây. Thúy Diễm Lương Thế Thành là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt, kết hôn đã được 2 năm. Cặp đôi luôn khiến khán giả ghen tị vì sự hạnh phúc, yêu thương tình cảm với nhau mọi lúc mọi nơi. Mới đây Thúy Diễm đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào cùng ông xã,
nhưng lại để lộ vòng hai to thấy rõ, khiến nhiều người nghĩ ngay đến việc cô nàng đang mang thai con đầu lòng sau 2 năm theo chàng về dinh. Bức ảnh tình cảm của vợ chồng Thúy Diệm kỷ niệm 2 năm kết hôn, cho dù nữ diễn viên đã khéo léo lựa chọn bức ảnh Lương Thế Thành ngồi trước để che bớt, nhưng cư dân mạng vẫn soi thấy vòng hai lùm xùm của Thúy Diễm. Phải chăng người đẹp sinh năm 1986 đang mang thai em bé đầu lòng? Trước đó, cô nàng cũng bị nghi ngờ đang có tin vui vì liên tục mặc đồ giấu vòng hai. Thân hình tăng cân thấy rõ của Thúy Diễm trong thời gian gần đây. Bà xã Lương Thế Thành liên tục dùng chăn che vòng hai khi livestream, thậm chí đến lúc dưỡng da cũng phải đắp chăn một cách khó hiểu. Nếu trước đây Thúy Diễm tự tin khoe vóc dáng, chuẩn sexy, thì hiện tại cô nàng lại che chắn cẩn thận mỗi khi chụp ảnh. Phải chăng sau 2 năm kết hôn, vợ chồng Thúy Diễm đang hạnh phúc chờ đón con yêu chào đời? Một người quen của Thúy Diễm úp mở phía dưới, chắc lâu lắm nữa mới được mặc đồ đẹp, khiến khán giả càng thêm khẳng định việc nữ diễn viên đang mang thai. Mặc lại bộ váy mà Hoa hậu Hương Giang Đỗ Mỹ Linh đại diện trước đó, Thúy Diễm để lộ vòng hai lùm xùm gây chú ý. Trường Giang đã xấu còn lăng nhăng, Nhã Phương liền có doanh nhân soái ca theo đuổi. Giữa ồn ào chuyện tình cảm, thông tin một doanh nhân điển trai đang theo đuổi Nhã Phương gây nhiều xôn xao trong cộng đồng mạng. Mới đây, trên một trang fanpage có lượt theo dõi lớn, chuyên bình luận chuyện showbiz bất ngờ đăng tải thông tin về Nhã Phương sau ồn ào chuyện tình cảm của bạn trai Trường Giang và nam em. Theo đó, thông tin này cho rằng cặp đôi Trường Giang Nhã Phương đang có trục trặc tình cảm khá lớn. Dù trước đó nữ diễn viên đã nhận lời cầu hôn của Mười Khó, giữa ồn ào chuyện tình ái của bạn trai, Nhã Phương một mực giữ im lặng trước truyền thông nhưng vẫn xuất hiện thản nhiên, tươi tắn ở các sự kiện. Trường Giang thì vẫn hàng ngày nhắn tin năn nỉ ỉ ôi Nhã Phương và vẫn không dám bén mảng em bánh bèo nào của showbiz cả. Còn Nhã Phương thì lần này thay đổi chiến dịch, chỉ im lặng rồi hàng ngày đi làm đẹp, mua sắm bét nhè, chuẩn bị cho dự án mới. Và chả thèm nhắc đến mấy em hám fame đang lợi dụng cặp đôi. Coi bộ vụ nam em lần này để lại hậu quả nặng nề hơn hẳn vụ của Quế Vân đợt trước. Theo thông tin ít có được từ bạn bè của Nhã Phương, thì cặp đôi đang có trục trặc về tình cảm khá lớn, cho dù Nhã Phương trước đó đã nhận lời cầu hôn của Trường Giang và đồng ý. Hiện Nhã Phương đang suy nghĩ lại về quyết định kết hôn và cuộc sống hiện tại của em, chỉ xoay quanh việc nhận hợp đồng công việc, chăm chỉ làm đẹp, mua sắm và chụp hình. Nghe bạn bè thân của Nhã Phương nói, trong những lần đi làm đẹp ở một thẩm mỹ viện tại Kim Mã, Hà Nội, có một soái ca đích thực cao to đập trai và là dân kinh doanh đang theo đuổi Nhã Phương. Nhã Phương chưa đồng ý, nhưng anh chàng vẫn chưa bỏ cuộc. Clip trước đây được cắt từ một clip của cơ sở làm đẹp mà Nhã Phương hay lui tới. Trông cũng ngon lành phết chứ chẳng đùa. Đấy các bạn thấy chưa, người ta bảo là nếu bị phụ tình lừa dối thì cách tốt nhất mà phụ nữ nên làm đó là im lặng và đi làm đẹp. Kiểu gì thì phía bên kia cũng sẽ sợ mất mà năn nỉ quay lại. Hoặc muốn quay lại thì cũng có hàng tá các anh khác ngon lành hơn đang xếp hàng để chờ sẵn tha hồ mà chọn. Nhã Phương xinh đẹp tươi tắn trong những lần xuất hiện gần đây. Đặc biệt thông tin khiến dư mạng đang xôn xao là việc Nhã Phương đang có một soái ca danh nhân theo đuổi. Tin đồn dấy lên từ những hình ảnh nữ diễn viên tuổi thanh xuân tại một cơ sở thẩm mỹ viện ở Hà Nội. Và đáng chú ý là sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông được cho là doanh nhân soái ca đang theo đuổi Nhã Phương. Thậm chí thông tin từ trang fanpage này còn khiến người hâm mộ tò mò khi cho rằng dù Nhã Phương đã từ chối chuyện tình cảm, nhưng vị doanh nhân điển trai này vẫn chưa hề bỏ cuộc. Tuy nhiên thông tin này vẫn chỉ là nghi vấn từ một chiều mà chưa xác nhận bởi những người trong cuộc. Sau 3 năm giấu kín, bé Gấu con trai Thu Minh lần đầu lộ diện rõ mặt. Nữ ca sĩ Thu Minh không giấu niềm tự hào khi khoe hình ảnh cậu con trai dù mới 3 tuổi, đã biết nâng váy giúp mẹ. Tối ngày 3 tháng 4, trên trang fanpage chính thức của Thu Minh, bất ngờ chia sẻ hình ảnh khá rõ mặt của con trai bé Gấu. Trong tấm ảnh, con trai 3 tuổi của nữ ca sĩ đang giúp mẹ xách váy khi di chuyển, khiến khán giả vô cùng thích thú. Được biết Thu Minh sinh bé Gấu vào ngày 29 tháng 5, 2015. Sau khi sinh con dù khá bận rộn với công việc, nhưng nữ hoàng nhạc đen vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Khác với số đông các bà mẹ showbiz, nữ ca sĩ Thu Minh khá quyết liệt trong việc bảo vệ hình ảnh con trước báo chí và công chúng.
cô dường như hạn chế tối đa chia sẻ hình ảnh của cậu con trai lên trang cá nhân của mình. Bởi theo nữ ca sĩ, để con có cuộc sống bình yên, có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Chỉ thỉnh thoảng, nữ ca sĩ Thu Minh mới chia sẻ hình ảnh con trai ở những góc khéo léo để tránh lộ mặt bé. Thu Minh từng tự hào chia sẻ lên trang cá nhân, nhờ được con rồi thương quá gấu con của mẹ. Cô còn tiết lộ con trai dù mới 3 tuổi, nhưng đi đâu gái cũng theo nhé. Các cô ganh tị cặp mắt và hàng lông mi suốt, khiến mẹ cũng được nhịp nở mũi. Theo tiết lộ của cô, trong những lần đi diễn xa nhà, cô thường đưa bé gấu theo để tiện chăm sóc. Giọng ca Bay xin con trai đồng lòng vào tháng 5, 2015, làm mẹ ở tuổi 38 là niềm hạnh phúc lớn của cô. Thu Minh chỉ chia sẻ vài góc ảnh thoáng qua về bé, nhưng đều không chụp rõ mặt. Trước đó không lâu, khi được hỏi về cuộc sống gia đình sau khi có con, Thu Minh từng cho biết tình cảm vợ chồng tôi gắn bó hơn trước, chúng tôi hiểu nhau hơn và luôn thông cảm cho nhau.